Xin chào mọi người. Ok, như các bạn thấy thì mình vẫn còn nằm trên giường. Ngày hôm nay sẽ khá là thú vị. Tại vì mình sẽ quay cái clip là một ngày bị Israel điều khiển. Nghĩa là ngày hôm nay mình ăn gì, mặc gì, đi đâu, làm gì đều sẽ do các bạn followers ở trên Instagram điều khiển hết. Và cái cách là mình sẽ đăng một cái câu hỏi lên trên Instagram story và các bạn sẽ bình chọn giữa hai đáp án. Đáp án nào được nhiều người chọn hơn thì mình sẽ làm theo cái đó. Mình đã thấy rất là nhiều người làm nếp dạng này rồi, nhưng mình không biết là tới lượt mình lại có ra gì không. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho mình qua cái app ở trên Instagram hôm trước. Thì ok, hy vọng là cái clip này nó sẽ ra gì vào này nọ. Đây không là mất thời gian các bạn nữa, bắt đầu thôi. Và câu hỏi đầu tiên đó là hôm nay các bạn sẽ cho mình ra đường hay ở nhà? Hy vọng là các bạn sẽ cho mình ra đường, tại vì ngày nào mình cũng có nhà hết rồi. Và trong lúc chờ đợi các bạn mình chọn thì mình sẽ đi skincare, tại vì dù ra đường hay ở nhà mình đều phải chăm sóc da hết đúng không? Ok, đi thôi. Nếu mà các bạn xem của mình còn nhớ thì hồi tháng trước mình có đã làm cái clip về skincare buổi sáng rồi, thì lúc đó là da mặt của mình nó bị tổn thương do mụn khá là nhiều, nhưng mà trộm vía là bây giờ nó đã mặt mình nó đã đỡ hơn và ok hơn rồi, cho nên là mình chuyển qua dùng những cái sản phẩm mà nó có nhiều cái sự dưỡng ẩm hơn một chút. Buổi sáng thì mình sẽ ưu tiên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da mặt thôi, và em sữa rửa mặt mình đang dùng là Perfect Gel Gentle Wash của Senka. Theo thông tin của hãng thì em này được chiết xuất từ tơ tằm trắng và gấp đôi hợp chất hyaluronic acid kết hợp với công nghệ dưỡng ẩm của nhà Shiseido, nên sẽ mang lại hiệu quả dưỡng ẩm sâu. Đây, em này sẽ có cái dạng gel trong suốt như thế này và rất là thích hợp dùng cho da khô và da nhạy cảm hoặc là rửa mặt buổi sáng, vì em ấy có kết cấu gel nước ít axit vô cùng dịu nhẹ với da mặt của mình, nhưng mà vẫn dễ dàng hòa tan và làm sạch những bụi bẩn và bã nhờn từ skincare của buổi tối hôm trước. Và khi mình rửa mặt thì hoàn toàn không có bọt luôn. Lúc mới đầu mình xài những dạng sữa rửa mặt không bọt như thế này thì cũng sợ là rửa mặt không được sạch, nhưng mà đó chỉ là cảm giác do mình quen dùng sữa rửa mặt có bọt hồi nào giờ thôi. Thực tế là sau khi rửa xong thì mình cảm nhận là da mặt rất là mát, kiểu dễ chịu và mềm mịn như là đang ngậm nước ấy. Điều mình thích nhất ở em sữa rửa mặt này là nó có chứa cả cái serum dưỡng ẩm ở trong đó nữa, nghĩa là cái da của mình vừa được làm sạch mà vừa được dưỡng da. Nó giúp bảo vệ cho cái màng dưỡng ẩm tự nhiên của da, cũng như là nuôi dưỡng cho cái da mình ẩm mịn mà đàn hồi hơn, kiểu một công hai ba việc luôn ấy. Em này được sản xuất tại Nhật nhưng mà giá khá là hợp lý luôn, chỉ có 119k thôi. Sau khi rửa mặt sạch thì mình sẽ dùng nước cân bằng da và dưỡng ẩm chuyên sâu này của Senka luôn. Các bạn biết rồi đó, những sản phẩm mà cùng một bộ thì khi dùng chung với nhau sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nhiều. Em này được giới thiệu là không cồn, không mùi, không màu, có khả năng cấp ẩm chuyên sâu và duy trì độ ẩm đến 24 giờ. Rất thích hợp với các bạn da khô và nhạy cảm nha. Khi dùng thì mình sẽ đổ ra một lượng vừa đủ như thế này, rồi xoa bàn tay với nhau và thấm đều lên cả mặt. Nước cân bằng da và dưỡng ẩm chuyên sâu này của Senka có thành phần thiên nhiên từ Nhật Bản như là tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong và gấp đôi hyaluronic acid, cùng với collagen đại dương không những cấp ẩm mà còn cải thiện nếp nhăn, làm mờ vết chân chim và hạn chế tình trạng chảy xệ, những điều mà một đứa 26 tuổi như mình bắt đầu lo lắng rồi á. Đặc biệt nhất của em này có lẽ là từ những cái công nghệ độc quyền của nhà Shiseido. Những cái sản phẩm mà nó có cùng thành phần nhưng mà cái công nghệ của nó xịn hơn á, thì cái cách mà nó tác dụng lên da mặt của mình nó sẽ hiệu quả hơn. Như em này thì có cái công nghệ đó là giúp thúc đẩy cái quá trình thẩm thấu các cái dưỡng chất từ thiên nhiên vào da mình nhanh và sâu hơn, hay là công nghệ gel nước giúp các dưỡng chất thấm sâu hơn vào các tầng biểu bì ở dưới da. Có thể hiểu là cùng một loại lotion, nhưng mà lotion nhà Senka nó sẽ giúp thẩm thấu tốt hơn và mang lại hiệu quả rõ hơn. Cho nên đó là lý do vì sao mà khi dùng một thời gian thì da mình nó sẽ ẩm mịn và mềm mướt cả ngày luôn á. Ok, giờ mình sẽ kiểm tra xem là các bạn bình chọn cho mình ra đường hay ở nhà hồi học á. Yeah, các bạn 80% bình chọn cho mình ra đường. Trời ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp, đó là các bạn muốn mình make up theo cái tông là công chúa hay là phù thủy. Ok, trong lúc đợi các bạn bình chọn thì mình sẽ thoa kem chống nắng nha. Chống nắng hôm nay mình dùng sẽ là Senka Perfect UV Essence.
Em này cũng sẽ có thành phần dưỡng ẩm từ tơ tằm trắng và gấp đôi hyaluronic acid, cho nên kết hợp được vừa chống nắng mà vừa dưỡng da luôn. Em này có chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng và BA 4 cộng, giúp bảo vệ da suốt 8 giờ liền trước những cái tác hại của tia UVB như là gây sạm da, cháy nắng nè, hoặc là tác hại của tia UVA gây ra đốm nâu, tàn nhang, lão hóa. Thì cái em này không hề chứa hương liệu, cũng không có gây kích ứng luôn, cho nên là những cái bạn mà có làn da nhạy cảm thì hoàn toàn có thể yên tâm dùng em này nha. Kết cấu dạng tinh chất essence của em này mỏng nhẹ như nước luôn ấy. Khi mà mình apply lên mặt cảm giác mát mát rất là thích, thoa đều ra cả mặt thì em ấy thấm ngay vào da, không hề bết dính hay là làm bít tắc lỗ chân lông, mà lại còn có khả năng không trôi trong nước và mồ hôi, rất là thích hợp cho một ngày ra đường như hôm nay của mình. Thoa xong thì mình thấy là cái da của mình nó sáng lên một tông luôn, nhưng mà kiểu rất là tự nhiên á, chứ không phải là kiểu trắng bệt. Mình nghĩ bạn nào mà đi học á thì thoa cái em này xong rồi đánh son lên nữa là siêu xinh luôn. Lý do mình dùng em này hôm nay là tại vì em có chứa những cái hạt phấn siêu mịn giúp nâng tông rất là nhẹ, cũng như là khiến da của mình trong mượt mà hơn, và nó còn có thể thay thế được cái lớp lót trang điểm nữa, giúp cho cái lớp trang điểm của mình nó sẽ bền màu lâu trôi và không xuống tông nữa đó. Cho nên hôm nay mình sẽ đặt hoàn toàn niềm tin vào em này nha. Trời, tức ghê luôn mọi người. Mình cứ nghĩ là mới hồi nãy mình đã gửi cái câu mà các bạn muốn mình make up tông phù thủy hay là công chúa lên rồi nha. Mới nãy thay cái chống nắng xong, mình bắt đầu kiểm tra thì mình phát hiện là mới nãy mình đã tắt hết mạng rồi, cho nên là nãy giờ không có mạng, cho nên là không có ai bình chọn hết. Mình mới vừa làm lại và mình đi để lại tóc mái của mình. Và bây giờ mình nghĩ là mình để tiết kiệm thời gian á, thì mình sẽ trang điểm cái nền trước. Tại vì dù gì make up công chúa hay là phù thủy gì nó cũng chỉ phụ thuộc vào mắt, mũi, miệng thì kia thôi, cho nên là cái nền mình sẽ quấn trước. Tại vì bây giờ đã là 9:20 sáng rồi mọi người. Mình mà còn nhây nữa thì mình không biết là 10:10 mình ra ngoài mình ăn sáng có còn ai bán đồ ăn sáng không nữa. Tại vì ở dưới quê á, người ta á, đồ ăn sáng là nó kiểu không có trễ á, người ta toàn là làm sớm, có thức sớm mà 9 giờ là ra đường là hết đồ ăn rồi. Ok, sau khi đã đánh cái nền xong, bây giờ mình sẽ sau khoảng 15 phút á, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là các bạn bình chọn mình make up công chúa hay là phù thủy nha. Ok, 68% các bạn bình chọn mình là hãy make up theo tông công chúa thì ok. Thật ra là tông công chúa với phù thủy nó cũng không khác nhau nhiều lắm đâu. Kiểu đánh son hay phù thủy thì đánh son kiểu nó bầm dập tí, còn công chúa thì kiểu xinh tươi mơ mộng hơn. Ok, mình sẽ làm. Và bây giờ mình sẽ đặt tiếp câu hỏi, đó là các bạn muốn mình mặc quần hay mặc váy? Ok, bây giờ mình make up nha. Đầu tiên là mình sẽ dùng chì kéo mài hai đầu này của Lemonade, sau đó là mình sẽ dùng bảng màu mắt của GC, mình sẽ lựa màu hồng cho nó bánh bèo vô te một chút, sau đó mình sẽ đánh một ít nhũ mắt lấp lánh lên mắt nữ. Rồi mình sẽ bấm mi và chải mascara từ nhà Maybelline. Mình sẽ chuốt mi bên trái rồi mình chuốt mi bên phải, sau đó là mình sẽ đánh má hồng sao cho mà nó tiệp màu với màu mắt nhất. Trời ơi, cô te chưa kìa. Sau đó thì mình sẽ mix hai cây son này với nhau, mình sẽ đánh em Silky Girl này lên trước hơi bóng bóng ha, rồi mình sẽ đánh thêm một lớp base e cho nó lì lại một chút nữa. Ok, quá chuẩn. Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là highlight. Trời, mình cực kỳ thích cái em Shelly highlight này của F luôn, không biết nói bao nhiêu lần cho đủ nữa tại vì em ấy quá xịn. Ok, cuối cùng chúng ta sẽ coi thành quả nha. Ta-da, không biết là các bạn đã thấy là đúng kiểu công chúa chưa, nhưng mà thấy nó rất là dễ thương luôn á. Và tất cả những cái sản phẩm mình dùng mình đều để cái link mua hàng ở dưới cái phần mô tả video này nha. Ok, bây giờ mình sẽ xem lại kết quả là các bạn sẽ cho mình mặc gì. Mặc quần hay là mặc váy nha. Mình không biết tại sao mà các bạn lại muốn mình mặc váy nhiều đến như vậy, nhưng mà thật sự rất là tiếc. Tại vì mình vẫn mặc váy, nhưng mình sẽ mặc váy dài. Tại vì hiện tại là cái chân của mình nó giống, nó bầm giống như là kiểu bị ai bạo hành đó mọi người. Mình cũng không biết tại sao là vậy nữa, cho nên là mình rất là tự ti nếu mà mặc váy ngắn. Cho nên là ok, mình sẽ mặc váy dài nha. Và bây giờ mình sẽ hỏi tiếp là các bạn muốn mình ăn sáng đồ khô hay đồ nước. Thì thật ra bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, mình không biết là sau khi thay đồ xong mà ra đường thì còn cái chỗ nào bán đồ ăn sáng không, nhưng mình vẫn hy vọng là có. Ok, bây giờ chúng ta đi thay đồ nha. Khi mà mình mặc đồ váy theo như yêu cầu của các bạn á, thì mình lên kiểm tra xem là mọi người bình chọn xem là mình đi ăn sáng đồ khô hay đồ nước. Thì mọi người bình chọn là đồ nước, cho nên là ok. Bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi, mình sẽ cố gắng đi kiếm đồ nước để ăn. Ok, và mình đang tiếp hỏi các bạn là sau khi ăn sáng xong thì các bạn sẽ cho mình đi uống cà phê hay là uống trà sữa. Thì ok, sau khi ăn sáng xong mình sẽ xem kết quả nha. Ok, đi thôi.
Rất may là mình kiếm được một chỗ mà giờ này vẫn còn mở cửa bán đồ ăn sáng để mình có thể ăn đồ nước. Chỗ này thì mình đang lao đũa với muỗng mà mình không hiểu tại sao mình lại lao đũa luôn. Tại mình đâu có ăn đũa đâu. Và cái món nước hôm nay đó chính là ta-da, hoành thánh. Mình rất là thích ăn hoành thánh. Tuy không phải là mình hay ăn chỗ này nhưng mà ok, có còn đỡ hơn không đúng không? Mình không hiểu sao mà cái tô hoành thánh này có thể nóng như vậy luôn á mọi người. Mình phải vừa ăn mà kiểu vừa hít hà luôn á. Tại mình muốn ăn lẹ lẹ để có thể quay cho kịp tất cả những cái hoạt động ngày hôm nay. Thì ok, sau một hồi vật vả thì mình cũng đã xử lý xong rồi. Ta-da. Ok, mình đã ăn xong và mới nãy mình cũng có hỏi các bạn là tiếp theo thì mình sẽ đi uống cà phê hay là uống trà sữa. Thì các bạn cho mình uống trà sữa. Nhưng mà thật sự là mình uống cà phê hơn. Tại vì mình biết một cái quán cà phê mà không gian nó khá là yên tĩnh để cho mình có thể là ngồi mình nói chuyện với các bạn mà không sợ người ta dòm ngó. Tại vì nãy giờ mình chưa trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của các bạn luôn rồi. Nhưng mà ok thôi, các bạn muốn kêu mình uống trà sữa thì mình sẽ uống trà sữa. Mình cũng đặt một câu hỏi khác trên Instagram là tiếp theo các bạn muốn mình đi chơi game hay là về nhà tắm chó. Ok, bây giờ mình đi uống trà sữa nha. Mình đã vô được quán trà sữa và rất là vui vì cái chỗ mình ngồi nó mình không có ai luôn á. Và đây là ly trà sữa của mình. Ok, xin lỗi các bạn, kêu uống trà sữa nhưng mình không thật sự uống trà sữa mà là mình uống hồng trà. Hồng trà hạ thập cẩm. Ok, mình không thích uống chân châu cho nên là Câu hỏi đầu tiên đó là các bạn hỏi mình là có nên bắt đầu ước mơ bay từ năm 18 tuổi không, thì thật sự rất là nên luôn á. Mình nghĩ rất là tốt khi mà bạn định ra sẵn cho bạn một cái kế hoạch là sau này bạn sẽ làm gì và bắt đầu từ năm 18 tuổi lúc đó bạn vào đại học đúng không, thì bạn sẽ có thể là chọn đúng một con đường như lập trình sẵn cho mình vậy đó. Thì cái gì chuẩn bị sớm thì chả tốt đúng không. Ví dụ mà các bạn xác định được là các bạn muốn làm tiếp viên hàng không thì ok, các bạn có thể xem cái clip là chính lời khuyên dành cho các tiếp viên hàng không tương lai của mình, mình sẽ để ở đây. Ok, thì cái đó mình sẽ có nói rõ cho các bạn là các bạn cần chuẩn bị những gì từ bây giờ. Nó quá tuy là các bạn học cấp 2, cấp 3 hay là ra trường rồi chưa có việc làm hoặc là còn sinh viên đại học thì vẫn có thể xem cái clip đó và biết là cần phải chuẩn bị những gì. Còn nếu mà trả lời cho cái câu là 18 tuổi thì rất là ok, rất là tốt luôn. Nếu không làm tiếp viên hàng không nữa, thật sự là rất nhiều người hỏi mình câu này luôn á. Mình không biết tại sao mọi người lại tò mò vấn đề này trong khi mình còn không nghĩ tới nữa. Mình thật sự là không bao giờ nghĩ tới cái chuyện ngày mai, cái chuyện tuần tới, cái chuyện tháng sau, cái chuyện năm sau, không bao giờ mình nghĩ tới hết. Mình nghĩ là mọi thứ đều đã có sắp đặt và mình chỉ việc cố gắng trong cái phạm vi của mình thôi, thì những gì mình xứng đáng đạt được thì mình sẽ đạt được, chứ mình không bao giờ cưỡng cầu bất kỳ điều gì hết. Nhưng mà thật sự nếu mà để ngồi lại và trả lời cái câu này á thì làm YouTuber ok không? Cái làm YouTuber mình thấy cũng ok, làm YouTube như bây giờ cũng ok, cũng vui và cũng được trải nghiệm nhiều thứ và được tương tác với các bạn, và nhất là có thể giúp các bạn, những cái người mà có ước mơ cho hành tiếp viên hàng không á, các bạn có một cái nơi để các bạn tham khảo những cái thông tin để các bạn có thêm những cái động lực, thì mình nghĩ điều này cũng khá là tốt, không những tốt cho mình mà còn có thể giúp ích cho người khác nữa. Ok, một câu hỏi nữa. Ok, ba mẹ em có cái định kiến là tiếp viên không là giúp việc cho máy bay đúng không? Thì ok, thật ra là chị sẽ không bao giờ muốn thay đổi một cái định kiến, một quan điểm nào đó của một người. Tại vì cái điều đó rất là khó. Nhiều khi người ta thích nghĩ như vậy thì người ta nghĩ vậy thôi, người ta không cần phải biết đúng sai thế nào, đúng không? Nhưng mà sau đó chị nghĩ lại là tại sao mà phải quan trọng cái suy nghĩ của người ngoài, của người khác như vậy. Mình biết là được, mình biết những gì mình làm là được, mình biết công việc của mình như thế nào là được rồi, là đủ rồi. Không cần phải cố thay đổi quan điểm của người khác làm gì, mọi người có một cái quan điểm khác nhau mà, đúng không? Với lại chị nghĩ là em chắc mới học trường cấp 2, cấp 3 thôi. Nếu mà thêm vài năm nữa, khi mà em học đại học, tốt nghiệp đại học rồi, khi đó em đủ trưởng thành để em có một cái sự lựa chọn mà ba mẹ em có thể tin tưởng vào em, thì lúc đó chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ khác. Và trong cái quá trình đó là em cố gắng thay đổi bản thân mình, cố gắng trao dồi tiếng Anh nè, cố gắng thay đổi về ngoại hình, cố gắng đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm này kia. Thì khi mà ba mẹ em thấy em có một cái sự cố gắng để đạt được một cái công việc mà họ cho là giúp việc chơi bay á, thì chắc chắn họ sẽ biết là không có cái công việc giúp việc nào mà đòi hỏi cao vậy, và không phải ai cũng làm được như vậy. Cho nên là ok, chị chúc em là sẽ có thể đi theo ước mơ của mình. Ok, mình đã uống xong cái ly trà sữa rồi và mình mới vào mình xem kết quả thì đây. Bây giờ 50-50 thì mình phải làm sao? Bây giờ mình chọn một trong hai cái hay là mình làm cả hai? Bây giờ mình sẽ đi chơi game, sau đó mình về nhà mình tắm chó. Ok không? Tại các bạn cho 50-50 mà. Thật sự là trong lòng mình rất là muốn đi chơi game luôn á mọi người. Cho nên là thôi,
các bạn đã chọn 50-50 thì mình quyết định còn lại là của mình đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ làm cả hai luôn. Mình sẽ đi chơi game trước, sau đó mình sẽ về nhà tắm chó. Ok, đi thôi. Hi, xin chào mọi người, mình đã tới tiệm net rồi đây. Và bây giờ mình sẽ vừa chơi vừa trả lời câu hỏi của mọi người nha. Ok, bây giờ câu hỏi tiếp theo. Ok, các bạn hỏi là nếu mà sau này ấy thì có muốn về hãng hay không, trong nước làm không đúng không? Thật ra thì cũng không biết nói làm sao. Thật ra thì nói sao ta, cũng chưa hề có ý định đó. Nhưng mà ai biết trước được tương lai đúng không? Thì câu trả lời là chưa biết. Nếu mà có duyên thì chắc là sẽ về. Ok, câu hỏi tiếp theo đó là học ngôn ngữ Anh có học ngôn ngữ Anh có làm tiếp viên hàng không không? Trời ơi, quá chuẩn luôn rồi. Chị nghĩ là học ngành ngôn ngữ Anh nè, học vào quản trị nhà hàng khách sạn, đó là những cái ngành mà rất là giúp ích cho cái công việc tiếp viên hàng không sau này. Và thật sự là nếu mà các bạn nào không biết chọn thì rất là kiểu recommend các bạn hãy chọn cái nghề đó, tại vì nó rất là tốt. Nó có thể giúp các bạn nó có thể giúp các bạn học ngôn ngữ Anh, tại vì bằng cấp tiếng Anh rất là quan trọng. Cho nên là nếu mà học ngôn ngữ Anh và có bằng ngôn ngữ Anh thì có nghĩa là các bạn đã có lợi thế hơn những bạn khác nói tiếng Anh hay này kia, để có thể gây ấn tượng với ban giám khảo trong cái quá trình mà mình phỏng vấn đó. Đó, rất là tốt luôn á, cực kỳ tốt. Ok, giờ mình đã chơi game xong rồi, bây giờ mình sẽ về nhà thực hiện cái thử thách thứ hai là tắm chó. Và mình cũng sẽ để một cái câu hỏi ở đây tiếp theo lại cho các bạn mình chọn là một lát nữa mình sẽ đi ăn vặt thì mình sẽ đi ăn đồ mặn hay đồ ngọt nha. Ok, về nhà thôi. Đi vô. Gà, không có chặn trước đầu xe. Té. Set up gần hết rồi ha. Mình chuẩn bị bốc chó đi tắm thôi. Nó đang ngồi đó đợi mình bốc để tắm cho tụi nó. Nhưng mà trời mưa. Nè, rồi, mưa luôn. Rồi làm sao mà tắm cho tụi nó đây? Làm sao tắm đây? Mưa không thể nào tắm cho tụi nó được, tại vì tụi nó sẽ rất là lạnh. Cho nên là ok, mình sẽ hẹn lại tắm chó về một bữa khác nha, chứ mình thật sự không thể nào mà lôi tụi nó ra tắm bây giờ được. Không những ướt nó mà còn ướt mình nữa. Ok, bây giờ trời vẫn còn hơi mưa mưa nhưng mà đã tạnh rồi, cho nên là mình đã check cái kết quả là mới nãy mình hỏi các bạn là cho mình đi ăn vặt đồ khô hay đồ mặn, thì các bạn đã chọn đồ ngọt. Cái gì vậy? Đi ăn đồ ngọt, đó là 51%, cho nên là ok, mình sẽ đi ăn rau câu bánh lăng. Đây là cái nơi mà mình ăn từ nhỏ tới lớn luôn á, mình rất là thích ăn ở đây. Mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã chọn đồ ngọt cho mình. Và mình cũng sẽ để thêm một cái câu hỏi tiếp theo, đó là ăn xong mình cũng phải hy vọng là trời hết mưa đã, ăn xong thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là đi dạo công viên hay là đi siêu thị. Ok, và đó cũng là cái hoạt động cuối cùng trong cái clip là một ngày bị điều khiển bởi Instagram. Ok, bây giờ mình đi ăn vặt thôi. Ngồi ghét vô, ngồi gái ghét vô. Đó, đáng lẽ là hôm nay tắm nữa đó, mà trời mưa, không tắm được đó. Nó hay cái hồng ngồi gái kìa. Ê! Ok, rốt cuộc trời mưa tầm tã, mình cũng đã đến chỗ dục. Mình ăn rau câu và cái sữa. Ok, mình sẽ vừa ăn vừa trả lời tiếp cho mọi người nha. Ok, câu tiếp theo. Mấy cái tủ xanh xanh ý là tủ đồ đúng không? Đó, tụi mình có bên đại với bên Việt Nam luôn. Văn phòng công ty bên đại thì tụi mình sẽ có một cái tầng và để những cái tủ đồ này ở xanh xanh vậy đó, là đựng đồ cá nhân của tụi mình, đồ đi bay của tụi mình. Cái đồ nhà bỏ đó thì thường mình để đồ ở bển à, đồ khu đông á, mấy cái áo giày này kia á, mình đẹp đẹp để đi chơi bay nó này nó kia đi chơi á, mình sẽ để ở đó. Với lại đồ đi làm nữa, tập về khăn cơm không. Ở Việt Nam, ở dân sân bay cũng có một cái văn phòng có tủ đồ cho tiếp viên nữa. Cho nên là tiếp viên Việt Nam mình tới hai tủ đồ, một cái bên đài, một cái bên Việt Nam. Trời mưa đó thu luôn á mọi người. Đây mình ăn tiếp một dĩa bánh lăng. Thì chắc phải mình phải cầm vậy quá hả? Cầm vậy sao ăn? Nhưng mà không cầm sạch này, để lại đây nha. Câu tiếp theo. Nước lăng biệt câu 23 thì bao nhiêu trứng nào? Thì mình nhớ là mình đã trả lời câu này hình như cũng nhiều rồi đó đúng không? Nên mình tính tiếp viên Việt Nam chủ yếu bay Mỹ, chủ yếu là bay Mỹ.
và Canada. Mà biết Canada, Nam Á, Nam Á như là Singapore nè, Philippines nè, Malaysia, Indonesia. Mỗi năm lấy được một cái reward lên là sẽ được đi châu Âu. Đi châu Âu thì sẽ có những chuyến mà qua cảnh ở Bangkok, thì có ngày đi một chuyến châu Âu đó mình vừa đi được Thái Lan và vừa đi được một nước châu Âu, giống như mình năm đầu tiên thì mình đi Hà Lan đó. Thì chuyến Hà Lan đó của mình là đi tới Bangkok rồi mình ở một ngày, rồi hôm sau máy bay từ Bangkok đi Hà Lan, đi Amsterdam á. Nếu là bao nhiêu có thể chơi được hai nước. Ăn mọi người, ăn với mình cho vui. Thôi vậy là mình đã xử lý xong hai dĩa rau câu với bánh ăn rồi. Bây giờ mới nãy mình mới vừa kiểm tra cái lựa chọn của các bạn, đó là mình hỏi là bây giờ mình sẽ đi dạo công viên hay là đi siêu thị. Thì rất là cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình đi siêu thị. Tại vì nếu mà bây giờ mình đi công viên thì chắc mình mắc cười lắm trời. Vừa mặc áo mua vừa đi bộ dạo công viên đó mọi người. Tại vì trời nó rất là âm u luôn đó. Có nghĩa nó mưa đã tạnh đó. Bây giờ nó là tạnh rồi và các bạn vót mình đi siêu thị đi. Ok, chúng ta đi siêu thị nha. Mình đã tới siêu thị rồi, mình không biết mình có quay được không. Bây giờ mình sẽ trả lời câu mà các bạn hỏi là đi qua nhiều nước thì nước nào mà kiểu trai gái đẹp nhất đúng không? Thì mình thấy đó là khi mà mình đi Pháp, đẹp thì không hẳn đẹp nhưng mà ý là cái cách người ta mặc đồ á là thời trang, nó không biết rồi mà rất là thời trang luôn. Chỉ cần bước trên con đường đó, ai cũng như là đang đi trên sàn catwalk, đang đi trên runway á, cho nên mình cảm thấy rất là Paris là kiểu mình được là một phần của những cái cộng đồng, những người mà ăn mặc đẹp như vậy thì mình cảm thấy rất thích, cho nên là mình lúc đó ok nhất. Ok, nhà mình hết khăn giấy rồi cho nên mình sẽ mua khăn giấy 1, 2, 3, 4, 4 bịch đủ rồi. Mình sẽ mua yến mạch cho mẹ mình ăn sáng và thỉnh thoảng mình cũng sẽ ăn ké. Ăn vặt, đúng rồi, đồ ăn vặt là đồ của mình. Đúng rồi, cái đó đó. Mình rất là thích ăn cái này luôn. Rồi mình sẽ mua, đúng rồi, xịt mũi, nhỏ xịt mũi rồi. Ê, cái hương lavender này thơm cực kỳ luôn á. Thơm lắm luôn á, thơm như xịt phòng chứ không phải xịt mũi á. Ok, câu cuối cùng, trời, cuối cùng mình cũng trả lời được rồi hết. Một bạn hỏi là sau 3 năm đi làm thì những cái ngày layover này kia mình đã cảm thấy đỡ stress và introvert hơn chưa? Thì thật sự là đúng là mình đã có cảm thấy thoải mái hơn lúc mới đi bay. Vì thật sự các bạn cũng, nếu mà các bạn xem cái clip là văn hóa sư tử sư muội đó, thì thật sự là cái sư muội, những cái người mà trẻ nhất lúc nào cũng là những cái người áp lực nhất. Cho nên là đã trải qua không còn là cái sư muội nhỏ tuổi nhất nữa, bắt đầu làm thành sư tử này kia thì bắt đầu mình cảm thấy dễ thở hơn. Người ta cũng ít sâu nói mình hơn, người ta cũng cảm thấy là nghĩ mình biết làm rồi thì người ta yên tâm về mình hơn và người ta không có la mắng mình nhiều nữa. Thì những cái chuyến bay của mình nó bắt đầu là nó thoải mái hơn, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên là nói về enjoy thì đúng là không, nếu mà đỡ stress đó, thì đúng là mình đỡ stress. Còn enjoy thì ok, mình sẽ dành để mình nói một cái clip nào đó về cái việc mà mình có enjoy khi mà đi bay hay không. Ok, giờ mình đi tính tiền, mình đã mua xong rồi. Ok, mình rất là ghét mình đi siêu thị mà dạo á, chứ mình không có hứng thú lắm, mình chỉ muốn là vô mua đúng những gì cần thiết rồi đi ra tính tiền lẹ lẹ đi về thôi. Mà tại vì hôm nay mình vô đây để mình quay clip mà, cho nên mình phải dạo. Bây giờ mình tính tiền nha. Ok, tính tiền xong rồi, bây giờ thì mình xách ra bãi giữ xe và đi về thôi. Hên quá trời, đã hết mưa rồi. Nhưng mà một ngày thật là âm u. Ok, vậy là mình đã về tới nhà rồi, cũng như là ok, đã kết thúc một ngày được các bạn điều khiển. Rồi mình cảm thấy rất là vui, tại vì lâu rồi mình không có đi ra ngoài và làm được nhiều hoạt động như vậy. Tự là chỉ toàn ở nhà và làm clip thôi á, cho nên là làm những cái hoạt động ngoài trời như thế này mình cảm thấy rất là thú vị. Và nếu mà các bạn thích những cái clip như thế này thì hãy comment bên dưới cho biết nha. Nếu mà được sự ủng hộ của các bạn thì có thể là mình sẽ tiếp tục làm series một ngày nào đó được các bạn điều khiển tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã xem tới đây và cũng như các bạn đã bình chọn để cho cái clip này diễn ra thành công tốt đẹp. Mình sợ là nó sẽ không hoàn thành được, tại mình đang mua rất là to, nhưng mà ok, chậm vía là trời cũng thương. Ok, nếu mà các bạn thích cái video này á thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha, vì mình sẽ còn trở lại với những clip khác nữa. Ok, bye.